Chào em, chúng ta tiếp tục học môn xác suất thống kế ứng dụng bài tập ước lượng và kiểm định bài số 12. Kiểm định sự sai biệt giữa hai tỷ lệ với các mẫu lớn. Bài toán có hai tổng thể với tỷ lệ thành công lần lượt là PX, PY. Ta muốn kiểm định giả thuyết không như là PX trừ PY bằng 0, PX trừ PY nhỏ bằng 0, PX trừ PY lớn bằng 0. Thì trong phần lý thuyết chúng ta biết rằng là nếu như P mũ X và P mũ Y lần lượt là tỷ lệ thành công tương ứng, các cỡ mẫu đều khá lớn, lớn bằng 40, thì biến ngẫu nhiên Z tuân theo phân phối chuẩn hóa. Và như vậy chúng ta sẽ có được, nếu sử dụng quy luật quyết định bác bỏ giả thuyết không, xin mời các em nối chéo. Phía trên là cặp giả thuyết, còn phía dưới là quy luật quyết định bác bỏ giả thuyết không. Rồi. Hai, ví dụ minh họa. Một công ty sản xuất dược liệu đang thử nghiệm hai loại thuốc làm giảm huyết áp. Việc thử nghiệm tiến hành trên hai nhóm thú vật khác nhau. Ở nhóm thứ nhất có 71 trong 100 con giảm huyết áp khi dùng loại thuốc 1. Ở loại thuốc thứ hai còn 58 trong 90 con khi dùng loại thuốc 2. Công ty muốn kiểm định ở mức ý nghĩa 5% xem có sự khác nhau về tính công hiệu của hai loại thuốc này. Thì chúng ta phải phân tích đề. Là đề bài nó cho như thế thì 71 trong 100 nghĩa là gì? 58 90 là gì? Ở mức nghĩa 5% chúng ta quen rồi đúng không ạ? Rồi. Thì như vậy là nx ở đây là bằng 100, x bằng 71. À, y là bằng 58, ny là bằng 90. À, đây là làm thủ công. Còn làm trong R thì ta làm giống đoạn đầu. Phải kiểm tra điều kiện PX, NX nhân với P mũ X. Thì cái này nó chính là bằng X bằng 71 lớn bằng 5. NX nhân 1 chữ P mũ X bằng, cái này chính là bằng, không phải là bằng Y đâu, mà là bằng bằng NX chữ X. Đánh máy nhầm. Hết giả. X chữ X. N x trừ x 100 trừ y, đúng rồi, tương tự như vậy thằng này sẽ bằng y bằng 58, còn anh này là bằng n y trừ y bằng 5. Tương tự như vậy, y nhân p mũ y thì nó bằng y, cũng bằng 58, lớn bằng 5. N y nhân 1 trừ p mũ y thì bằng n y trừ đi y bằng 32, lớn hơn bằng 5. Cho nên chúng ta không điều chỉnh liên tục. Chúng ta không điều chỉnh liên tục. Lệnh kiểm định trong R rất đơn giản là như này: parop.test mở ngoặc x và y sẽ phải thành một cặp và viết đúng thứ tự 71 trước, 58 sau, thì cái đằng sau cũng là 190, không được lộn thứ tự nhé. Thế cái khoảng tin cậy cho vào được cho thôi. Correct bằng false. Như vậy chúng ta sẽ có lệnh rất đơn giản. Như vậy là chi bình phương ở đây là bằng 0,93389. P bằng 0,3339. Giá trị thống kê P giá trị thì bằng 0,3339. Mức ý nghĩa nhỏ hơn P giá trị, do đó chúng ta không đủ bằng chứng phương pháp không. Thế thôi. Bài tập ba nhỏ, bài tập vận dụng. Chúng ta có bài tập 893, 894 và 895 trong quyển vở thực hành. Như vậy là chúng ta kết thúc được cái bài số 12 về ước lượng và kiểm định. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong bài sau.